Vâng, xin chào bác là bên kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu Touring có giảm xóc của hãng Triver, model series 430 với cái tông màu chủ đạo là tông màu đen và ghi. Và đây cũng là một cái mẫu dòng xe mới về bên em, lần đầu tiên về bên em, dòng Triver. Và theo được tìm hiểu thì đây là một cái dòng xe xuất từ thị trường châu Âu, rất là phổ biến ở bên thị trường bên kia. Và đây là một mẫu Touring có giảm xóc, và cho bác ưa thích những xe dòng Touring tay ngang đi rất là êm. Và bây giờ xin mời các bạn thử chiếc xe. Vâng, thì đây là một mẫu Triver lần đầu tiên về bên em. Thì các bác nghe cái mẫu Triver này khá là xa lạ, thì đây là một cái mẫu xe rất là khá là hiếm ở bên thị trường bên Việt Nam, dòng Touring có giảm xóc. Thì theo em được tìm hiểu thì cái mẫu Triver 430 đời sơ đi được trang bị thêm cụm giảm xóc đằng trước giống như những cái mẫu model cao cấp của thương hiệu Jan 3007 và 3005. Và cái mẫu Triver này là em tìm hiểu là rất nhiều những cái dòng xe đạp touring ở bên kia, rất nhiều người sử dụng đi những cái cung đường phượt hoặc là đi dã ngoại sử dụng mẫu xe Triver, model Triver series 430. Thì cái mẫu này khá là hiếm ở bên thị trường Việt Nam, cũng là lần đầu tiên về bên cửa hàng bên em. Khung nhôm đây là cái vết cam 3D nổi trên khung xe rất là lạ mắt. Thì so với mẫu phiên bản là trước đây em đã tìm hiểu thì cái mẫu Triver này được nâng cấp thêm với cụm mà giảm xóc đằng trước, giảm xóc dầu, so với phiên bản cũ là cụm phanh V được nâng cấp hơn. Đây là một mẫu đầu tiên về bên em, cửa hàng bên em, cổ phốt ghi đông chính hãng của Chuvati, thương hiệu đến từ Mỹ, cổ phốt ghi đông gật gù. Cũng cho các bác có cung đường là tiện lợi chỉnh. Đây, nó chỉ cần lấy lục lăng chỉnh sao cho nó vừa cái tay lái và cái khoang người của mình đi sao cho nó tư thế rất là phù hợp. Tay lắm cho su đúc. Xe trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Tay bấm xả. Và đằng trước xe được sử dụng với cụm phanh đĩa. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano, tay bấm xả và cụm phanh sau là cụm phanh đĩa. Và đặc biệt là xe được cải tiến hơn so với mẫu trước đây, model trước đây là cụm phanh là cụm giảm xóc dầu đằng trước. Và con lỗ chờ đằng trước bắt những cái đồ ghi đông cho các bác cho những chuyến ra ngoại. Mang theo đồ đi phượt, đây là lỗ chờ của đằng trước. Theo tìm hiểu thì cái mẫu xe này khá là phổ biến trên thị trường châu Âu, thường thì sử dụng đi những chuyến dã ngoại hoặc đi phượt. Vành nhôm hai lớp chính hãng theo xe. Lốp thì lốp cơ bản của dòng xe Touring này nó khá là to hơn với shock lốp thông thường của những dòng Touring khác. Kích thước là 700 x 38 cm. Đấy, 700 x 38 cm. Đây là lỗ chờ các bác bắt cái giá đằng trước để đồ cho những chuyến đi phượt, rất là tiện lợi, giảm xóc dầu, đi rất là êm. Dòng Triver series 430 cọc yên nhôm và yên chính hãng nguyên bản theo xe, cọc yên và yên chính hãng nguyên bản theo xe luôn, cũng của hãng qua. Đằng sau có lỗ chờ để bắt cái trang bị những cái phụ kiện đằng sau cho các bác để cho những chuyến dã ngoại dài. Cụm phanh đằng sau là cụm phanh đĩa, gạt đĩa Shimano Tuley, đùi đĩa nhôm xăm tua. Củ đề sau là củ đề Shimano Aceda, trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Xe đánh giá rất là mới luôn nhá. Xe tầm
90% xe, còn rất là đẹp, với cái tông màu đen, đen ghi rất là khỏe xe, thích hợp với các bác mà đi du lịch dã ngoại hoặc là đi những cái cung đường vô ghề, vì đây là một cái mẫu dòng tua đinh phượt bên em, dòng trailer seri 430 đầu tiên về bên cửa hàng bên em. Và chiều cao đứng của xe thì phù hợp với các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7, từ 1m6 trên 1m7, vì cái form của xe cũng khá là cao, vành là 700x32c. Và bây giờ xin vào chi tiết đánh giá hoạt động của xe. Xe trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano lên lip. Xuống lip. Vâng, rất là thân thu mượt mà. Bên phải em là 3 tầng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Xe rất là trơn tru mà không hề mỗi chi tiết nhỏ nào cả. Dòng Touring có giảm sóc Driver Seri 430, xe rất là đẹp các nhá. Vâng, xe giá rất tốt bên em là 5.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm liên hệ em qua Zalo 0975 709943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Mình hẹn gặp lại trong ngày mai.